Thưa quý thính giả, sau các cuộc giằng co, rời hẹn tới lui, báo Hà Nội Mới đã chính thức từ chối đề nghị cải chánh của các giáo dân. Trong khi chờ đợi thêm hồi đáp của phía Đài Truyền hình Việt Nam để xúc tiến vụ kiện ra tòa theo đúng thủ tục tòa án yêu cầu, thì luật sư đại diện cho các đơn liên tiếp bị chính quyền sách nhiễu, câu lưu, cản trở, không cho ông ra Hà Nội tiếp xúc với thân chủ của mình. Trà My cập nhật những diễn tiến mới nhất liên quan đến vụ kiện truyền thông trong nước do các giáo dân Thái Hà khởi xướng. Sau 5 lần 7 lượt bị dời hẹn tới lui và viện lý do chờ ý kiến lãnh đạo của Ban tuyên giáo Thành ủy, chiều ngày 19 tháng 2 năm 2009, báo Hà Nội Mới mời riêng bà Nguyễn Thị Việt, một trong hai người đứng đơn kiện, lên trụ sở tòa báo làm việc. Theo lời thư ký luật sư của các đương đơn, phái đoàn đến tòa báo hôm đó gồm 5 người. Ngoài bà Việt còn có bà Ngô Thị Dung, người đồng đứng đơn kiện, một giáo dân, một người thân của bà Việt và thư ký luật sư. Đón tiếp đoàn người tại tòa soạn, ngoài nhân viên của báo, còn có một nhóm người mà họ nghi là an ninh mặc thường phục, đến dò xét, quan sát và rải rác có nhiều máy camera được đặt để ghi hình. Ngoài ra còn có hẳn một cameraman công khai quay phim. Trưởng ban bạn đọc là ông Đào Duy Mười, chỉ đồng ý tiếp chuyện với một mình bà Việt. Kết quả buổi làm việc này là câu hồi đáp bằng miệng của đại diện tòa báo rằng Hà Nội Mới đã thông tin đúng sự thật, vì vậy sẽ không có việc cải chính. Tòa báo cũng từ chối đề nghị của bà Việt về một văn bản trả lời bằng giấy trắng mực đen, chỉ hẹn khi nào có sẽ gửi sau. Bà Việt yêu cầu giấy hẹn nhưng cũng không được đáp ứng. Một đoạn đối thoại giữa bà Việt với ông trưởng ban bạn đọc báo Hà Nội Mới như sau. Diễn biến tại phiên tòa hôm 18 tháng 12 năm 2008 thì trên cơ sở do tòa án nhân dân quận Đống Đa xét xử, và nội dung các bài báo cũng như là báo cáo của phóng viên thời báo phiên tòa, báo Hà Nội Mới nhận thấy là thông tin đúng nên chúng tôi không đính chính mà cũng không đáp ứng yêu cầu của các ban khả năng sự cải tiến của các ban các ban trình bày trên đây được. Hãy xin báo cáo là nội dung của trưởng ban là trả lời của đại chỉ có quan sát như vậy. Tại cái đúng như anh vừa nói, chúng ta tôi cầm về luôn. Thấy như bác bảo là đúng rồi, tôi nói thì chúng tôi cũng chưa trả lời được rồi. Chưa có làm cái văn bản để trả lời. Nên hôm nay thì chưa thể có giấy được. Chúng tôi muốn cái gì trả lời bằng văn bản. Tất nhiên là sẽ trả lời bác bằng văn bản và nội dung cũng như tôi vừa nói rồi. Cũng như hôm nay thì chưa thể có cái giấy ngay được. Tôi có một cái giấy hẹn khi nào tôi lên thì tôi lấy cái giấy đấy. Sau nhiều lần lặp lại yêu cầu không được tòa báo đáp ứng, bà Việt bỏ ra về. Vài ngày sau, đến lượt bà Ngô Thị Dung, người đồng ký tên trong thư yêu cầu báo Hà Nội Mới cải chính thông tin, được tòa báo mời lên làm việc vào lúc 2 giờ chiều, ngày 24 tháng 2. Cả hai cuộc mời tuy riêng lẻ, nhưng hình thức và nội dung giống y hệt như nhau. Bà Dung thuật lại. Ngày 24 thì luật sư Lê Trần Luật, thư ký của luật sư, là tôi với bà Việt lên ạ. Thêm cả 4 người nữa là giáo dân là cũng đi cùng ạ. Họ lên tiếp thì chỉ có mấy người chúng tôi là vào gặp. Bên tòa báo có gọi mời công an ra. Thực tế ạ, hai ông mặc sắc phục và một số người rất là đông ấy, không mặc sắc phục. Ông Đào Duy Mười ạ, ra tiếp thì là ông chỉ trả lời bằng miệng. Ông bảo là tôi chỉ biết trả lời với các bà bằng miệng thôi, chứ còn giấy văn bản thì chúng tôi không thể làm được. Trưởng ban bạn đọc mà lại biết đọc, không biết viết, tôi chả hiểu một cái cơ quan báo chí ngôn luận gì mà đào tạo được ông lên mà lại làm việc lại không biết viết. Yêu cầu là phải có văn bản trả lời chúng tôi bằng văn bản ấy, thì cuối cùng là không giải quyết. Thế nên chúng tôi buộc phải ở lại chờ để khi nào giải quyết, bởi vì là họ nói là nếu như các bà mà không về thì chúng tôi mời nhà chức trách đến để giải quyết các bà. Dọa chúng tôi công an, nhưng mà chúng tôi cũng không có sợ, chúng tôi vẫn kiên trì ở lại. Mãi cho tới gần 19 giờ ấy, thì là ông Mười lại xuống xin ý kiến trên ban vậy, rồi lại xuống là nói là thôi được rồi, tôi trả lời các bà bằng văn bản. Thì ông cũng trả lời là chúng tôi sẽ hẹn trả lời các bà bằng văn bản gửi về gia đình. Thì đến ngày hôm 27 thì có văn bản gửi đến nhà tôi. Và theo diễn biến của phiên tòa, xét thấy những hành vi như thế là đúng chứ chúng tôi không sửa sai. Bà Dung cũng cho biết thêm về phản hồi của kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam đối với yêu cầu cải chính của các giáo dân tới nay như sau. Hôm vừa rồi, ngày thứ năm chúng tôi tới, mà chúng tôi thấy ôi trời ơi, nào, an ninh ở trên chỗ đài truyền hình mà đông quá, một xe cảnh sát rồi bao nhiêu là cảnh sát sắc phục rồi không sắc phục đứng cái đài chúng tôi lên ấy, thì họ cũng trả lời là chúng tôi sẽ xin ý kiến của lãnh đạo, nhưng mà chưa biết đến bao giờ mới trả lời được các bà.
hôm nay có một cuộc điện thoại đến nhà bà Việt ạ, chứ không gọi cho tôi ạ. Nói là mời bà Việt và bà Dung, tức là ngày thứ năm này là 14 giờ có mặt ở đài truyền hình đấy. Giữa lúc đó thì sáng ngày 3 tháng 3, khi đến phi trường Tân Sơn Nhất để làm thủ tục bay ra Hà Nội gặp gỡ thân chủ của mình tiến hành vụ kiện, thì luật sư Lê Trần Luật đã bị an ninh ngăn cản không cho đi. Sau đó ông bị đưa về đồn công an quận Gò Vấp, giam giữ cả ngày. Phía công lực chỉ cho biết là có lệnh cấp trên câu lưu mà không nêu lý do vì sao. Tiếp xúc với chúng tôi tối ngày 3 tháng 3, luật sư Luật nói rằng họ không cho tôi đi đâu hết á. Nói chung là họ theo cái kiểu họ câu lưu, họ quản chế. Sáng mai họ sẽ đưa tôi qua lên đó tiếp và họ cũng nói thẳng thắn là họ không có muốn tôi đi Hà Nội. Họ không nêu lý do, ở đây là lệnh của cấp trên thôi. Theo ông Luật thì nguyên do chuyện ông bị câu lưu không dính dáng gì đến chuyện văn phòng luật sư pháp quyền của ông đang gặp rắc rối với chính quyền, vì mọi chuyện coi như đã được giải quyết khi bên thi hành án yêu cầu ông lên nộp tiền để nhận tài sản bị tịch thu về. Cho nên ông quả quyết chuyện ông bị giam giữ vô cớ liên quan trực tiếp đến việc ông đang giúp các giáo dân trong vụ kiện báo đài nhà nước truyền thông sai sự thật và kháng cáo các bản án treo do tòa sơ thẩm tuyên hôm 8 tháng 12. Về yêu cầu mở phiên phúc thẩm của các giáo dân, thì luật sư Trần Luật cũng tiết lộ thêm rằng, dù đã nhiều lần tiếp xúc xin được đọc hồ sơ để chuẩn bị cho phiên tòa, nhưng cho tới nay, ông vẫn bị cơ quan hữu trách từ chối. Thứ năm tuần trước tôi có ra đó, mà tôi gặp một người thư ký, họ lên xin ý kiến lãnh đạo và họ cứ trả lời với tôi là không thể cho luật sư đọc hồ sơ lúc này được. Tôi hỏi lý do vì sao, họ bảo đây là ý kiến lãnh đạo thôi. Thì tôi hỏi là cái kế hoạch xét xử với anh như thế nào thì tôi biết, họ bảo là kế hoạch cũng không thể cho luật sư biết. Nếu luật sư khiếu nại thì tôi cứ gửi đơn khiếu nại đến chánh án thôi. Mà tôi đã gửi rồi, đã lâu không thấy ông chánh án ông trả lời như thế nào. Tất cả là rơi vào trong một cái im lặng khó hiểu. Mặc dù vậy, ông Luật cùng các giáo dân kiên quyết khẳng định sẽ không bỏ cuộc vì niềm tin vào công bằng và lẽ phải. Tôi nghĩ cuộc đấu tranh nào nó cũng có gian khó hết. Và chúng tôi cũng đang bước trên một con đường nó đầy cam go. Nhưng tôi tin rằng cái sự kiên trì và lòng dũng cảm tôi sẽ vượt qua được. Tôi đang nghĩ nhiều phương án để có thể tiếp tục cùng với các giáo dân đòi hỏi là công lý và sự thật. Chúng tôi lại tiếp tục như chúng tôi khiếu kiện lại, bởi vì nó không đúng sai sự thật, không đúng như trong cái cáo trạng mà cũng không đúng như là trong phiên tòa xử của chúng tôi, bởi vì chúng tôi đâu có cúi đầu nhận tội gì đâu. Như bản thân tôi là tôi có đầu thú đâu mà nói là tôi ra đầu thú. Về chi tiết liên